Kênh Điện Tử Giao Phát xin chào anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ đến trại bò của anh Thắng ở Long Thành, Đồng Nai để chúng ta xem thực tế cái dòng cân điện tử chuyên cân bò như thế nào anh chị ha. Và trại bò của anh Thắng này cũng chính là người quen của anh Trâm ở Tân Biên, Tây Ninh. Và những anh này đã sử dụng qua cái dòng cân sàng điện tử chuyên cân bò, cảm thấy hiệu quả thì giới thiệu cho nhau. Dòng cân điện tử chuyên cân bò thì nó khác biệt gì so với dòng cân sàng? Thì kích thước nó sẽ đúng với cái cân bò hơn. Nó cụ thể là chiều ngang là 1m và chiều dài là 2m. Và nó có sẵn cái lồng cho mình luôn. Và cái lồng này nó không có trần ở trên. Nghĩa là con bò, cho dù con bò Campuchia nó khoảng chừng 750kg thì nó vẫn bước vô nó cân thoải mái, nó không vướng gì cả. Và có sẵn cái lồng thì mình dẫn con bò vô cân thì nó nhàn hơn cho mình. Con bò nó chỉ lì thôi chứ nó không có nhảy lung tung đó, mà có hai cái thành thì mình dẫn con bò nó vô nó đơn giản hơn, nó nghe lời mình hơn, nó sẽ được thuận lợi hơn và nó ít vất vả hơn là việc mà mình dùng cân sàng mà không có lồng. Có khi mà không có lồng thì con bò nó lại đi ngang, đi ngửa, đi dọc, đi xéo gì đó thì bốn chân nó không lên sàng. Còn với cái cân sàng mà có lồng như vậy thì mình dẫn con bò lên nó đơn giản hơn. Và cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã tin tưởng chọn mua cân điện tử cân bò ở Cân Điện Tử Gia Phát. Và chúc anh nhiều sức khỏe, chăn nuôi thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.